HDRadio xin kính chào quý khách hàng và các bạn. Hôm nay chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý khách hàng và các bạn để giới thiệu về mẫu bộ loa kéo của hãng Ariang, model sản phẩm MK3006. Bộ loa kéo di động Ariang MK3006 được ra mắt đầu năm 2018 nhằm phục vụ cho quý khách hàng và các bạn có một giải pháp mới về phần karaoke di động, thích hợp cho trường hợp quý khách và các bạn có thể đem đi du lịch cũng như là sử dụng trong các cái sự kiện nhỏ ngoài trời. Để tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này thì kính mời quý khách hàng và các bạn sẽ theo dõi tiếp phần review của sản phẩm này. Vâng, và đây là bộ loa kéo di động Ariang MK3006 của chúng ta. Các bạn có thể thấy thì thiết kế của loa gồm có 4 bánh xe để các bạn có thể dễ di chuyển. Bên trên chúng ta sẽ có thương hiệu của Ariang và một loa bát 40 ở bên trong. Tiếp theo là hai lỗ thông hơi và phần chất kèn. Sau khi mở hộp thì các bạn sẽ có một túi phụ kiện và một quyển hướng dẫn sử dụng của hãng. Bên trong túi phụ kiện chúng ta sẽ có hai micro, pin và điều khiển. Phần sách hướng dẫn sử dụng thì trong này cũng đã đưa cho các bạn cái phần hướng dẫn sử dụng nội dung bằng tiếng Việt rất là dễ dùng và dễ có thể quan sát. Phần cuối này các bạn có thể thấy là phần danh sách đại lý bảo hành của hãng thì có tại rất nhiều tỉnh trong miền Nam, miền Bắc, miền Trung đều có. Sang bên hông thì các bạn có thể thấy là bộ loa kéo này sẽ có thiết kế về hai tay cầm, các bạn có thể di chuyển cho nó dễ. Phía dưới các bạn có bảng điều khiển của loa. Trong bảng điều khiển này sẽ phân chia ra làm hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên là các bạn thấy ở cái phần trên cùng này sẽ có mục Android Karaoke, tức là cái loa này nó sẽ có cái phần hệ điều hành Android và sử dụng như một chiếc TV box biến TV thường thành Smart TV với đầy đủ các cổng kết nối như là HDMI out hình ảnh hoặc hệ âm thanh của hình ảnh analog. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có hai cổng USB thiết kết nối ngoại vi và quản lý qua cái hệ điều hành đó. Bạn có thể sử dụng bắt Wi-Fi hoặc là cắm mạng LAN trực tiếp đây để có thể sử dụng các cái tính năng ứng dụng trong đó. Ở đây chúng ta sẽ có một bảng điều khiển. Ở bảng điều khiển này sẽ hiện cho các bạn về phần kết nối giữa giao điện chế độ Bluetooth hoặc là chế độ Line. Line tức là các bạn có thể là chuyển sang cắm trực tiếp input từ một nguồn phát khác để đưa tín hiệu nhạc vào trong loa. Ngoài ra thì sẽ có cắm được USB trên hệ này và phần SD card để các bạn có thể duyệt các thiết bị ngoại vi và sử dụng các dữ liệu trong đó, chủ yếu là MP3 để nghe nhạc. Phần dưới này chúng ta sẽ có các cái núm phím điều chỉnh để chuyển chế độ như là sang live hoặc Bluetooth, tua đi tua lại và lặp lại. Hàng bên này các bạn sẽ có một volume tổng master tăng cho cả micro và nhạc. Dưới này chúng ta sẽ có phần audio out, tức là cái loa này hoàn toàn các bạn có thể out ra một cái sub. Đó. Và đây là cổng AUX input, tức là đưa nguồn nhạc vào đây ra loa. Dưới này là các cái núm điều chỉnh để có thể hiệu chỉnh về nhạc, về bass, về tép, rồi là volume của mic, âm trầm âm cao, echo hiệu ứng và delay cũng repeat. Đây là phần nguồn input cắm điện 220 và đây là input cắm trực tiếp điện 12V. Đây là các cái đèn nguồn trong trường hợp các bạn sạc loa ấy, nó sẽ báo là nếu mà ở cái phần vạch full này thì loa của chúng ta coi như là đã được sạc đầy. Còn nếu mà nó ở chế độ lao là coi như là nó đã sắp hết pin rồi. Phần này là phần cầu chì của loa. Đây là nút nguồn và bên cạnh là các phần cảnh báo cũng như là tem chính hãng và phần mã vạch model của hãng và phần chăm sóc khách hàng. Gọi điện thẳng lên hãng để có thể hỗ trợ. Về phía bên hông bên này thì cũng có một tay cầm thôi. Mặt sau thì các bạn sẽ được thiết kế một tay cầm kéo dạng kiểu vali, thì trong trường hợp mà các bạn di chuyển thì nó cũng đỡ nặng đi rất là nhiều nếu có tay kéo này.
Để sử dụng chức năng Bluetooth của sản phẩm này thì chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại và chúng ta sẽ bắt Bluetooth với cả cái sóng của cái loa này phát ra. Thì hiện tại là tên sóng thường thì nó sẽ là Aria. The Bluetooth device is connected successfully. Loa sẽ có tín hiệu thông báo là các bạn đã kết nối thành công. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái nguồn nhạc nào đó và bắt đầu thử thôi. Ngoài ra thì quý hàng của bạn có thể đến trực tiếp showroom của chúng tôi để xem sản phẩm tại 77B Đại Cổ Việt 2 Bà Trưng Hà Nội. Cảm ơn quý khách hàng và các bạn đã quan tâm theo dõi clip và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn trong các clip sau.